Hello, xin chào cho tất cả mọi người đang xem kênh của shop giày Si Tuấn Hương nhé mọi người. Hôm nay thì em soạn hàng lên báo giá cho mọi người một lô kính này, lô giày thể thao cũng như là lô nước hoa nhà em vừa mới cập bến vừa mới về xong nhé. Các bác mua hàng mình ưng mẫu nào thì mình chốt đơn, mình vui lòng liên hệ cho em qua số điện thoại trên màn hình là 0987 ạ, 785608 ạ. Và các bác mua hàng nếu là khách hàng mới thì mọi người sẽ vui lòng chuyển khoản cọc giúp em 100. Nhận hàng thì mọi người được kiểm tra hàng và thanh toán nốt cái phần còn lại nhá. Hôm nay là ngày cuối tháng, thế nên là cũng sẽ có giá tri ân cho tất cả mọi người trong phiên live, xem live hôm nay của nhà em. Thế nên là mọi người hãy xem đến hết video nhá, đừng bỏ lỡ bất kỳ một phút giây, một giờ nào cả. Bởi vì là hôm nay giá sẽ rất là tốt và tốt hơn ngày thường. Em thì chưa soạn được hàng sale ngay, tuy nhiên thì giá cũng sẽ tốt nha mọi người. Em lên cho mọi người một chiếc kính đầu tiên ạ. Đây là một chiếc kính đến từ thương hiệu Solex mọi người nhé. Kính này thì gọng của nó được mạ vàng 14K, màu vàng gold. Mắt kính hình vuông chữ nhật và màu nó là màu xanh đen như thế này. Bên trên viền xung quanh của nó đây đều là màu vàng và đều mạ vàng full, mạ vàng 14K nhé. Gọng titan Solex, hàng made in France, sản xuất tại Pháp giúp em nhé. Có đầy đủ tất cả các thông số này, có cả CE này, bên kiểm định của tem chống hàng giả. Đây là mẫu kính gọi là rất là hot của bên em và được rất là nhiều các bác săn đón. Trong đấy có những cái bác mà tầm trung tuổi trở lên, từ khoảng 45-50 tuổi trở lên nhé, là sẽ đeo kính này sẽ rất là hợp nhá. Mẫu này thì lên cho em mã nhá. Hôm nay mã đầu like chiếc kính Solex này nhá. Hôm qua em lên like giá là 550. Hôm nay trên like tại shop giày Si Tuấn Hương, giá tri ân cho các bác cái kích kính Solex này có giá là, lên cho em mã K10 nhá, giá là 500. Được giảm cho mọi người 50.000. Hôm qua em bán 550 đấy ạ. Nhưng mà mẫu khác và đã có khách chốt cái mẫu đấy rồi. Thì hôm nay bác nào mua cái mẫu này thì được giảm. Được giảm nhá, là còn 500. Tiếp theo em lên cho các bác một chiếc kính thứ hai. Một chiếc kính của thương hiệu Brada, gọng nhựa nhá. Mắt kính thủy tinh này, chống tia UV rất là đẹp. Mẫu này nó giống như thương hiệu Ray-Ban ấy, nhưng mà nó là hiệu của Brada. Mẫu này thì rất là trẻ trung. Hàng made in Italy. Và mẫu này thì có đầy đủ tất cả các thông số và chiều ngang của kính là 14,2cm giúp em nhé. Thông số của nó là B16805416-142 mọi người nhé. Chiếc kính này thì rất là trẻ trung, bác nào mà bị cận chẳng hạn, mọi người có thể thay mắt kính đen thành kính cận đeo mẫu này cũng rất là trẻ trung luôn nhá mọi người. Mẫu này chiều ngang là 14,2 giúp em. Lên cho em mã là mã K11 nhé. Giá cho chiếc kính này là 450.000 nhá. Hôm qua em bán mẫu này giá bán là 500. Hôm qua cũng có lên kính lại, nhưng mà mẫu kính hôm qua thì em cũng đã chốt tầm khoảng 4-5 cái rồi. Bây giờ cũng còn có một vài chiếc thôi, các bác lấy. Nếu mà thích xem mẫu kính hôm qua thì các bác xem video hôm qua. Còn hôm nay thì em lên kính đẹp hơn. Đấy, thế nên là các bác phải xem hết video này của em. Đẹp chưa mọi người? Đây là một chiếc kính màu xanh lá trà nhá. Hiệu của nó là Dior. Kính mắt hình oval, màu xanh lá trà, hình oval, gọng là gọng titan, ở mắt kính là mắt thủy tinh giúp em ạ. Mắt của nó tình trạng độ mới của kính còn rất là cao, không hề xước sát một ký gì nhá. Và mẫu này có chống dâm, chống bụi, gọng là gọng titan nhưng mà được phun mạ vàng hồng ở bên ngoài. Khi mà mọi người đeo kính lên ấy thì cái mắt kính trông nó rất là, mặt của mình trông nó rất là sáng. Và mẫu này thì hàng made in Italy, thông số đầy đủ nhá. Thông số là F014 này, 64-16-143. Chiều ngang là 14,3cm giúp em nhá các bác nhá. Mẫu này của thương hiệu Dior ạ. Bác nào ưng mẫu này, chốt cho em mã Dior, mã là K12 giúp em nhá. K12 giá mẫu này là 550. K12 giá 550 ạ. Tiếp theo ạ, lên cho các bác một chiếc Mercedes-Benz. Cái này là màu đen luôn á, mắt kính màu đen đấy. Bác nào thích màu đen, kính này của thương hiệu Mercedes-Benz.
Kính mắt là hình vuông chữ nhật nhá. Gọng titan, mắt kính thủy tinh, bên trên có khắc chữ Mercedes-Benz này. Đây là gọng của kính. Bên trên có logo của Mercedes này. Đây là mặt đằng sau nhé các bác nhé. Đấy, chiều ngang cho chiếc kính này là 14 cm. Hàng made in Italy. Thông số của kính là 74660 cách 17 cách 142 ạ. Đầy đủ thông số của kính nhé. Bên em là hàng chính hãng, hàng si tuyển, thế nên là độ mới còn rất là cao, bởi vì là chọn lọc từng chiếc. Mặt thì không hề xước một tí nào nha. Và có chống râm chống bụi giúp em. Lên cho em mẫu này là Mercedes-Benz. Mã cho chiếc kính là K13, giá là 450.000 nhá. Mẫu này đáng nhẽ là phải bán tầm 550, nhưng mà hôm nay cuối tháng giá tri ân cho các bác là 450.000 nhá. Em qua mã tiếp theo. Hôm nay thì sẽ lên kính trước, xong sau đó sẽ lên nước hoa nhá. Xong sau đó sẽ lên giày. Em lên một chiếc kính của thương hiệu Maybach. Kính mắt màu xanh lá trà. Màu xanh lá trà nhé. Màu xanh lá trà. Bên trên có logo của Maybach này. Gọng cũng có ký hiệu Maybach này. Gọng thì pha giữa titan và nhựa nhé. Bản cũng bình thường, không to lắm. Made in Germany giúp em nhé. Maybach made in Germany. Và mẫu này thì thông số chiều ngang là 14,1 cm. 14,1 cm. Hiệu Maybach giúp em ạ. Kính mắt màu xanh lá trà. Đây là mặt đằng sau. Đẹp lắm. Mẫu này rất là đẹp luôn đó. Mẫu này giá bán là 550 giúp em nhá. Lên cho em mã là mã K14 ạ. K14 giá 550, hiệu Maybach nhá. Mẫu này đáng nhẽ là phải bán 6-700 đấy. Tiếp theo em lên một chiếc Porsche. Lên cho mọi người một chiếc Porsche này. Kính mắt này là hình vuông chữ nhật. Mắt kính thủy tinh. Gọng thì titan và bên trên thì có logo của Porsche đấy ạ. Rất là đẹp, hình con ngựa nhá mọi người nhá. Rất là đẹp, mẫu này rất là sang xịn mịn và màu đen. Nhưng mà nó không phải kiểu đen kịt đâu. Thế là những bác nào mà gọi là thích màu đen, thích kiểu sự bí ẩn thì mọi người lấy cho em màu đen đi. Bởi vì màu đen thì đeo lên mắt sẽ rất là dễ mặc đồ, phối đồ ấy. Và mẫu này chiều ngang là 14 cm giúp em, thông số kính đầy đủ ạ. Thông số kính là B204661 cách 15 cách 135. Hiệu Porsche Design nhá, có CE này, bên kiểm định của tem chống hàng giả. Đầy đủ hết luôn mọi người ạ. Hàng em là hàng chính hãng, các bác mua hàng thì hoàn toàn yên tâm. Mẫu này giá bán cho chiếc kính này, mã là mã K15 giúp em nhé. Lên trên mã K15, giá là 450.000, hiệu Maybach. Cái này màu đen ạ, màu đen. Tiếp theo em lên cho các bác lên cho các bác nước hoa. Xong sau đó em sẽ lên giày nhé. Kính thì hôm nay lên đến đây thôi nhé các bác nhé. Em vừa về kính nhưng mà về được số lượng ít lắm. Lên cho các bác một chai Mai Sơn. Mai Sơn các bác nhá. Đây là một chai nước hoa mà em nghĩ là nó rất là đẳng cấp. Rất là đẳng cấp ạ. Trong tất cả những cái chai nước hoa. Chai này thì dung tích là 200ml ạ. Em sẽ gọi là check luôn cho các bác xem là giá của cái chai này mua mới thì nó là bao nhiêu tiền nhá. Đấy, tất cả những cái chai nước hoa Mai Sơn hàng chính hãng thì đều có mã code đầy đủ nha mọi người. Mình phải che bỏ cái này đi. Đấy, tại vì nó là có cái mã QR. Đây ạ, một chai Mai Sơn dung tích 200ml nhá. Giá khoảng 15.700.000. Cho 200ml là 17.500.000 nhá. À 15.700.000. Mai Sơn Francis Baccarat Round 540 nhá. 200ml. Và chai nước hoa này thì mùi hương siêu sang chảnh, được sản xuất vào nhân dịp kỷ niệm năm 250 với năm của hãng đá quý danh tiếng là Baccarat. Với Baccarat Round 540 thì cho bạn toát lên một vẻ thần thái này của bản thân, thể hiện sự đẳng cấp không khác biệt như
như sự khác biệt của người sử dụng khiến cho bạn có dấu ấn riêng trong đám đông nhé, không bị hòa lẫn với cả tất cả những cái người khác ấy, kiểu nói chung là nó sẽ có nét đặc trưng riêng. Và cái chai này của em thì là chai màu vàng nhé mọi người nhé, chai màu chai vỏ màu đỏ thì bên trong màu vàng, còn vỏ màu trắng thì bên trong màu đỏ. Đấy, và chai màu đỏ hay là màu vàng thì đây cũng là hai cái mùi hương mà gọi là rất là đẳng cấp và sang trọng. Chai này thì bán giá tri ân cho các bác, giá là 2 triệu 600 nhá. 200ml cho chai Mai Sơn này. Và bên em là cam kết hàng chính hãng nhá. Các bác sử dụng có vấn đề gì, mùi hương không lâu, bám mùi không lâu hay phát hiện ra hàng giả, bên em sẽ hoàn tiền và đền tiền cho mọi người. Đây là chai Baccarat Mai Sơn nhá. Chai tiếp theo mà em lên cho các bác ạ, đây là một chai Tom Ford. Tom Ford. Đây ạ, đây là tem cốt của hãng này. Ở phần dưới đáy chai đều có tem cốt, có mắt vạch. Và chai này là dòng Tester nhá. Dung hàm lượng nước hoa nó rơi tầm khoảng 98%. Và chai này thì bên trong của nó là sẽ là màu đen như thế này luôn nhá các bác nhá. Mua mới giá là khoảng 6 triệu mốt ạ. 6 triệu mốt cho chai Tom Ford này. Chai này vẫn còn nguyên siêu, em chưa bóc siêu đâu. Nói chung là để cho các bác đem đi tặng ấy. Nhiều khi em bóc ở bên trong nhưng mà các bác mua hàng thì nó lại bị bóc rồi. Nhiều khi các bác sử dụng thì không nói làm gì, nhưng mà mọi người hay đem đi tặng ấy. Thế nên là để như này cho nó lịch sự ấy. Em chỉ đọc mùi hương và giá tiền thôi nha. Mẫu này thì nước hoa là xuất xứ đến từ Mỹ này. Chai dung tích 100ml này. Nhóm hương là hoa cỏ phương Đông ạ. Giới tính cho chai nước hoa này là giới tính nữ nhá. Hương đầu là hoa nhài Pháp này, nấm đen này, giang giang, nho đen và cam quýt ạ. Hương giữa là hoa sen, hoa phong lan, hổ phách, cỏ vetiver, vani và nhựa. Hương cuối là hoắc hương, đàn hương, sô-cô-la, hổ phách và cỏ vetiver, là vani và nhựa nhé. Và chai hương nước hoa này thể hiện cho mình cảm thấy mình là người phụ nữ hiện đại này, cuốn hút này. Mùi hương của chai nước hoa mang thương hiệu Tom Ford vô cùng sang trọng, cổ điển với các hoa, các vị của hoa phong lan màu đen, tạo lên một mùi đặc, mùi hương riêng hiện đại và đẳng cấp nhá. Và chai này là chai nước hoa nữ, không phải nước hoa nam đâu. Mọi người mua ở trong store, giá mua mới hiện tại đang bán là 6 triệu mốt ạ. Hôm nay trên live tại shop giày Si Tuấn Hương nhá, bán cho mọi người giá tri ân là 1 triệu rưỡi. Đấy, 1 triệu rưỡi cho chai này. Tiếp theo đây là một cái chai mà em thấy gọi là các chị em phụ nữ nên sử dụng nhá mọi người nhá. Đây là một cái chai gọi là Chanel N01. Mùi rất thơm, nguyên siêu, chưa bóc một tí nào nhá. Đây, chai ở bên trong nó sẽ màu đỏ như thế này luôn mọi người nhá. Chai nó sẽ như thế này. Giá mua mới là khoảng 3 triệu 4. Chai nó như này luôn nha các bác nhá. Và chai này thì là một loại hoa trà đỏ, là một loại hoa không giống với bất kỳ loại hoa nào. Đây là một thành phần cốt lõi của N01 nhá. Và là loại hương có sức mạnh hồi sinh, giữ được vẻ đẹp tươi trẻ bền bỉ trong nguồn năng lượng phi thường. Và chai này thì các tầng hương thì trong đấy có xạ hương và hoa diên vĩ nhá mọi người nhá. Đây là chai nước hoa mà em đã sử dụng rồi. Có nghĩa là em cũng đang sử dụng một cái chai như thế này rồi. Và em thấy nó rất là thơm. Và em nghĩ là các chị là phụ nữ thì chị nào cũng nên có. Giá cho chai nước hoa này mua tại shop giày Si Tuấn Hương nhá. Chỉ tại shop giày Si Tuấn Hương thôi. Giá là 1 triệu 3 nhá mọi người nhá. 1 triệu 3. Tri ân cuối tháng giá rất là tốt cho các bác ạ. Tiếp theo bây giờ em sẽ lên giày nhá. Lên giày. Em lên cho các bác một đôi giày. Đây là một đôi giày của thương hiệu Nike ạ. Size của em nó là 44, dòng đế bằng. Và dòng này người ta gọi là Nike Jordan. Size 44 là chiều dài bàn chân 28cm. Tình trạng giày độ mới cao. Đế đây nhá mọi người. Đây là phần mũi giày. Nói chung là độ mới tổng thể được khoảng tầm 90% đấy nhá các bác nhá. Giá cho em nó đôi này giá bán là 700. Giá 700, mã là W5, size 44, giá 700.
Em qua mã tiếp theo. Lên cho các bác một đôi acid giày cầu lông, mã là V8, size là size 40 giúp em. Dòng acid hiệu của Nhật, đế cầu lông, tình trạng đế độ mới cao. Giá cho em nó là 600.000 nha các bác nhá. 600.000. Bác nào hay chơi cầu lông thì chốt đơn. Lên cho em một đôi giày LV. Đôi này size 39 giúp em ạ. Size 39, giày thể thao của thương hiệu LV. Đôi này hàng chính hãng nhá. Có đầy đủ tem cốt này. Lót bên trong vẫn còn zin của LV, nhưng mà chữ LV ở phần lót thì nó hơi mờ một chút. Gót thì là làm bằng da pha với vải. Nói chung là rất là dày dặn và êm chân. Đôi này size 39. Mã A6 size 39 nhá. Tình trạng độ mới đôi này giá được trên khoảng 90%. Đôi này mua mới giá là trên 40 triệu giúp em ạ. Trên 40 triệu, đây là đế của nó nhá. Size đôi này là 39 ạ. Giá cho em nó đôi này là 1 triệu 7 ạ. 1 triệu 7. Mã A6. Bác nào ưng mẫu này thì chụp ảnh lại xong gửi cho em nhá. Chụp ảnh lại xong gửi cho em. Em qua mã tiếp theo. Đây là một đôi LV. Đôi này size của em nó là size 40. Đôi này thì hàng Quảng Châu, Hồng Kông sản xuất thôi nhá mọi người nhá. Ở đây ghi tem mác là hàng made in Việt Nam, lót jean, nói chung là đôi này mới keng luôn à. Nhưng mà nó dính, nó không phải là hàng made in Italy, nó là hàng made in Việt Nam sản xuất. Nhưng mà hàng này là hàng giống như hàng Hồng Kông cao cấp ấy mọi người ạ. Hàng rep nhưng mà rep loại 1. Nói chung là nó như y hàng chính hãng à, nhưng mà nó chỉ khác mỗi cái tem mác thôi. Đấy, và bác nào thì có nhu cầu gọi là thích đôi này nhưng mà không phải là hàng ao, đi gọi là vui vui chơi chơi hoặc là mua cho con thì các bác chốt đơn nhá. Đôi này size 40, giá là 700. Hàng nhà em thì chủ yếu là bán hàng ao thôi. Còn hàng si mà hàng Quảng Châu hay là Trung Quốc này thì nói thật với mọi người là bán 10 đôi, bán 100 đôi một thùng một kiện ấy thì sẽ dính khoảng một vài đôi như thế này. Thì những cái đôi như này thì em cũng sẽ báo luôn cho các bác và em siêu rẻ luôn thôi. Chứ còn hàng nhà em là chỉ chuyên hàng chính hãng nha các bác nhá. Mã cho đôi này là V7 size 40, mới gọi là 100%, giá bán 700 nha các bác ạ. Cho các bác đi vui vui chơi chơi thôi. Em lên tiếp mã tiếp theo. Đây là một đôi giày size là 42. Hiệu là Prada. Giày thể thao phun da màu trắng, đế thì là đế bằng giúp em. Siêu nhẹ nhá. Nhẹ lắm ạ. Lót bên trong vẫn còn zin của Braga và mẫu này hiệu của Milano. Tem cốt đấy ạ. Đế bằng. Đế tình trạng độ mới cao nhá. Size 42. Đôi này mới tổng thể được khoảng tầm độ 90%. Nói chung là mua được một đôi giày si mà 90% là quá là xuất sắc rồi mọi người ạ. Quá là xuất sắc rồi, bởi vì là nó khác gì hàng mới đâu. Nó chỉ khác cái đấy là mọi người không được bóc siêu thôi. Không được bóc siêu, không được đập hộp thôi. Không có thẻ cốt thôi. Chứ còn nó không kém gì cả. Độ mới tương đương nhá. Độ mới tương đương. Hàng này là hàng nhà em chọn lọc riêng, thế nên là các bác hoàn toàn yên tâm về độ mới. Hàng lỗi là bên em sẽ cho đổi trả và trả lại thoải mái nha các bác nhá. Em lên mã tiếp theo, đây là một đôi giày của thương hiệu Gucci. Đôi này là màu nâu pha lẫn màu xanh than. Đôi này hàng chính hãng đấy. Size của em nó là 41, tương đương size 7. Hàng chính hãng, độ mới cũng cao, tơi tầm khoảng là 90%. Lót thì là lót cao su, bên sau gót thì là viền lông và da nhá. Nói chung là rất là êm và mềm, mọi người đi đôi này thì sướng cực kỳ luôn á. Bởi vì cái phần da của nó rất là mềm luôn. Đôi này giá bán cho các bác tri ân là 1 triệu 7 nhá. 1 triệu 7. Size 41, mã E2 giúp em. Bác nào ưng chốt mã E2. Lên tiếp ạ.
Lên cho em một đôi sneaker của thương hiệu LV. Đôi này mới đắt lắm ạ. Đôi này bảy mấy triệu cơ. Không nhầm là bảy mấy triệu. Hôm trước em có check cho khách rồi. Đây ạ. Đôi này là Louis Vuitton Trainer. Đấy, đôi này mua mới giá là 74 triệu 900 nha mọi người. Sản xuất năm 2021, màu là green. Đây ạ, 74 triệu 900 nhá. Nhiều bác không biết ấy. Xong rồi bảo là so sánh với hàng mới. Nhưng mà nói thật với mọi người là nhiều bác lớn tuổi không biết giá. Thế nên là em báo giá chi tiết hàng mua mới để mà mọi người cân nhắc và mọi người biết đây là giấy hiệu thôi. Đấy, chứ còn em không so sánh gì cả. Đôi này đây ạ, tổng thể nhá mọi người nhá. Đây là phần mũi dây này. Đôi này vừa dán vừa buộc dây giúp em. Đấy, da còn rất là đẹp. Chữ ký của Louis Vuitton vẫn rất là rõ nét. Và size này là size 9 giúp em. Gót đằng sau đây. Đằng sau là có hơi dập vân cá sấu nhá mọi người nhá. Đây ạ, hàng chính hãng y xì luôn. Kiểu nó là như vậy đấy. Đi lên chân đẹp lắm ạ. Trẻ trung. Mẫu này thì ai cũng có thể đi được. Màu này rất là dễ mix đồ. Em nói nhầm, mix đồ. Đế đấy ạ. Đấy, hàng xi nhưng mà mọi người thấy đế mới không? Made in Italy nha. Hàng chính hãng này. Đây là cốt hãng này mọi người ơi. Cốt hãng này. Size 9 nhá. Size 9 tương đương với là 43 giúp em. Lót bên trong đây. Lót vẫn còn jean của LV. Đây là phần xung quanh của giày nhá. Giá đôi này bán tri ân cho các bác tròn 3 triệu. Chưa bằng 1/5 đôi giày mới nhá. Đôi giày mới hiện tại đang bán là 74 triệu 900 ạ. Nhưng mà là hàng si. Và đôi này thì là mới tổng thể khoảng 90%. Mà giá có 3 triệu thôi mọi người ơi. Chưa bằng 1/5 của đôi giày mới ạ. Em quay rất là chi tiết và quay rất là cận nhá các bác nhá. Các bác mà cần hỗ trợ em bảo em chụp ảnh thêm ở bên ngoài ấy. Cần em chụp ảnh thêm ở bên ngoài thì các bác cứ báo em nhá. Tại vì em quay thì đương nhiên là sẽ quay nhanh và không thể nào mà quay kỹ được hết ý. Nhưng mà các bác trước khi gửi đơn cho khách là nhà em lúc nào cũng sẽ chụp ảnh lại để gửi cho khách xác nhận chuẩn hàng thì mới lấy ấy. Thế nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Và bên em thì có chính sách hỗ trợ đổi trả rất là tốt đấy ạ. Lên mã tiếp theo. Đây là một đôi giày đến từ thương hiệu Versace nhá. Dành cho bác nào hay thích sưu tầm. Đôi này siêu đẹp và đẹp xuất sắc luôn á. Đôi này chất liệu được làm từ da bóng. Bên trên có dập chìm biểu tượng logo. Đế âm. Và đế thì cũng có biểu tượng của hãng này ạ. Hiệu Versace. Hiệu của Ý. Tem cốt đầy đủ này. Size của em nó là 41. Tương đương chiều dài bàn chân là 26cm. Đôi này mua mới giá hơn 40. Đấy. Còn hôm nay trên live tại shop giày Si Tuấn Hương giá là có 3 triệu 8 thôi ạ. 3 triệu 8 chưa bằng 1/10 đôi giày mới đâu ạ. Nhưng mà độ mới thì rất là cao. Mới tổng thể được khoảng tầm 95%. Em lên tiếp ạ. Lên cho các bác một đôi Gucci Loafer. Đôi này Gucci Loafer mã là G2 giúp em. Chất liệu được làm từ da và phối jean. Hàng made in Italy, lót da và đôi này tương đối là mềm luôn đó. Da rất là êm mềm. Dáng giày tây, size 40, chiều dài bàn chân tương đương với là 25 ạ. 25cm. Đôi này cốt hãng thì nằm bên này nhá mọi người. Đôi này giá bán cho em nó là 3 triệu 2. Made in Italy size 40 giúp em ạ. Hiệu Gucci nhá. Bác nào thích cái dáng giày loafer thì mọi người chốt đơn đôi này nhá. Đôi này đi lên chân mặc quần Âu, đi sự kiện, đi ăn cưới, đi ăn hỏi đều rất là lịch sự. Lên cho em một đôi Gucci. Đôi này là giày Sơn Tùng nhá. Gucci Sơn Tùng. Size của em nó là 38 giúp em. Mã là G16, size 38, hiệu Gucci. Size 38 là tương đương bàn chân 23,5, 24cm đi vừa. Tình trạng giày độ mới cao nhá. Đôi này mua mới giá là khoảng 26-27 triệu.
Đây ạ, à, em check luôn cho mọi người nhé. Đôi này mới lắm ạ, size 38 nhé. Và mẫu này thì nam nữ đi được, vợ chồng đi cặp với nhau thoải mái luôn. Đấy, đôi này em sẽ check giá luôn cho các bác này. Gucci Slazer. Đây ạ, mua mới, à đôi này mới khoảng tầm 24 triệu thôi mọi người nhá, 24 triệu, 25 triệu gì đấy. Giày sơn tùng. Đây ạ, 809 euro. Đấy, nó rơi tầm khoảng 24, 25 triệu các bác nhá. Đôi này giá bán cho mọi người hôm nay trên live là 1 triệu 9 nhá, 1 triệu 9. Tiếp theo, mã này là mã G16 giúp em nhé. Em qua mẫu tiếp theo. Lên cho em một đôi Gucci. À đây là đôi LV. Size là 43. Đôi này được là làm chất liệu là từ da rắn, da chăn. Mã là N4, size 43 nhé. Da chăn nhé. Size 43, chiều dài bàn chân 275. Đôi này rất là phù hợp với những bác trung trung tuổi. Hiệu LV nhá, hàng made in Italy. Hiệu này của Pháp. Giá là 1 triệu rưỡi nhá mọi người nhá. Cái mẫu này thì phù hợp với những bác tầm khoảng ngoài 40. Đôi này size nhỏ là cũng hết rồi đấy, nhưng mà đôi này size 43 lận. Giá tri ân là 1 triệu rưỡi nhá mọi người nhá. Đôi này em cũng lên like mấy lần rồi, vẫn còn. Nhiều người hỏi lắm nhưng mà không có size. Hỏi mẫu tương tự nhưng mà size bé hơn. Nhưng mà nhà em lại không có size nha. Chỉ có một đôi thôi ạ. Em lên mã tiếp theo. Đây là một đôi giày. Mã là A13. Size và 42. Hiệu LV ạ. Giày sneaker. Hàng chính hãng. Size 8 á. Đây là cốt hãng này. Lót bên trong vẫn jean của LV. Đế bằng giúp em nhá. Đôi này được phối giữa da và jean. Vải jean là màu be nhá. Gót đằng sau đây ạ. Nói chung là đôi này tổng thể được khoảng tầm 90%. Đế cũng mới nhưng mà có một vài điểm hơi bẩn bởi vì người ta dẫm vào tàn thuốc lá ấy. Còn lại là mới keng luôn à. Đôi này bán giá tri ân cho các bác là 1.950.000 nhá. 1.950.000. Đôi này đáng nhẽ bình thường là phải bán tầm khoảng 2.500.000 đến 2.700.000 cơ. Nhưng mà cái đế nó hơi hơi bẩn một tí do người ta dẫm vào tàn thuốc lá, thế nên là em bán giá sale luôn là 1.950.000 đấy, chứ còn bình thường là giá sẽ cao hơn nha. Lên cho em một đôi loafer Gucci ạ, size 40, mã A7 ạ. Hiệu Gucci, dáng giày loafer, chất liệu được làm từ da bò nhá mọi người nhá, da bò. Logo hãng là được đúc đồng nguyên khối nhưng mà full màu vàng gold. Trông cái giày rất là sang. Mẫu này thì có giá bán là 1.650.000. Mã A7 hiệu Gucci, dòng giày loafer. Made in Italy nhá. Đế ma sát chống trơn trượt, tình trạng giày độ mới cao. Đế còn mới lắm ạ. Và em có mã tiếp theo. Lên cho em một đôi Ferragamo nhé. Đây là size 415, mã A1 giúp em ạ. 415 là chiều dài bàn chân 26,5 cm giúp em nhé. Mẫu này thì giá bán là 550.000, đôi này hơi cũ một chút ạ. Lót thì lót jean vẫn Ferragamo nhưng mà đôi này thì đế của nó là cũng cũ rồi và người ta cũng có dán đóng đế chống trơn trượt rồi ấy. Đấy, và đôi này thì tổng thể được khoảng tầm 80% thôi. Thế nên là em ra sale giá là 550.000. Đấy, mã A1 size là 41.5, giá là 550.000. Hiệu Ferragamo. Giày của Ý nhá.
Em lên mã tiếp theo. Lên cho em một đôi LV. Đôi này mã V4 giúp em nhé. V4. Size là 43, tương đương sửa vào đàn chân 27,5 cm giúp em ạ. Chất liệu được làm từ vải chun co giãn, đế đôn khoảng 4 phân. Bên sau đằng sau gót có họa tiết của LV nhá. Đôi này thì mới lắm ạ, mới. Lót vẫn còn jean LV. Cốt hang đầy đủ nha. Size cho em nó là 43, đế cũng mới. Ở đây có chữ Made in Italy và ở đây có chữ Louis Vuitton. Mã V4, giá cho em nó là 2,1 triệu nhá. Bác nào chân 275 thì đi vừa giúp em nhé. 275 thì các bác đi vừa. Em lên mã cuối cùng cho các bác ạ. Lên cho mọi người một đôi Silly. Đôi này là giày thể thao đế put ạ. Màu là màu ghi. Đôi này mua mới giá dao động khoảng 9-10 triệu. Đôi này giá là 9 đến 10 triệu nhá mọi người nhá. Đế còn mới lắm. Size của em nó là 40, không phải 42. Size 40 nhá. Chiều dài bàn chân 25 cm giúp em. Vải jean, dây jean, lót cũng jean luôn. Giá bán cho em nó là 850. Mã VIP 1, size 40, giá 850.000. Đế put hiệu Zili của dòng Adidas mọi người nhá. Đôi này mới ạ. Và đôi này cũng là mã cuối cùng, mẫu cuối cùng kết thúc trong chương trình live hôm nay của shop giày si Tuấn Hương. Em xin phép tắt máy, chào tất cả mọi người và hẹn tất cả mọi người ở trong phiên live tiếp theo của nhà em ạ. Các bác đi qua nhìn thấy kênh, yêu thích kênh thì cho em xin một nút đăng ký ạ, ở dưới góc phải màn hình nhá mọi người nhá, để ủng hộ tinh thần của em ạ. Và mọi người nhớ để video của em ở chế độ chờ thông báo nhá, để mà khi ở bên em lên live thì nó sẽ hiển thị lên, thì sẽ không bị trôi tin và bị trôi kênh. Thế nên là các bác kích vào xem, hiển thị cái thì các bác kích vào xem thì sẽ không bị trôi. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều nhá. Chúc mọi người một ngày cuối tháng may mắn nhá, mạnh khỏe ạ. Em chào tất cả mọi người.